Có con mèo nó đang múa tí quyền này quý khách. Nó ăn no say rồi, nó dở, nó múa tí quyền rồi đó. Nó đang múa tí quyền nè. Đúng rồi con đít nè. Có gì đâu mà nó chọc quế đó, nó múa múa nó sận lòng này nè ha. Đó đó. Bơ bơ bơ. Nó bị quay phim ngay lên nó trốn ngoài ngay lên ra đây xuống đây nè. Tôi đang dở mà tự nhiên ẩm tôi vậy. Đây được rồi, đây buông buông loa đây không còn đẹp cái nữa mà đừng dở như ra. Nó là con mèo quang, tôi lụm ở giữa đường, ở giữa cái kho tôi, nó kêu mèo mèo, tôi nuôi nó nè. Đó, ổ dữ dằn không? Có đứa chơi quy tán chuyện lý người ta. Người ta bắt dán này. Rồi, xin đây.